Ok, hello anh em, vẫn là tôi và tôi đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay sẽ là một video theo yêu cầu của một số bạn trên Facebook về cách build nhân vật Ayaka. Thì thật ra, cách build mỗi người có một cách chơi khác nhau, nên là cái này cũng không đơn chỉ lắm. Vậy cho nên, cái video này anh em dành để tham khảo thôi nha. Ok, bây giờ thì let's go. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng bàn qua một chút về nhân vật Ayaka. Thì theo như những thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài, nhân vật Ayaka được đánh giá là một trong những nhân vật mạnh top đầu của game. Lưu ý là một trong những chứ không phải là nhân vật mạnh nhất nha. Do đó, đây sẽ là một nhân vật đóng vị trí DPS khá là tuyệt vời dành cho những bạn mới chơi và chưa có một DPS hoàn hảo. Hãy cố gắng hết sức để lấy được nhân vật này nhé. Và theo một số đánh giá khác thì nhân vật này cũng khá là mạnh. Tôi cũng đã làm một video phân tích riêng rồi. Mặc dù video đó chỉ mới phân tích về khía cạnh kỹ năng cũng như là lối chơi của nhân vật đó thôi, nhưng mà nó cũng giúp ích cho anh em được một tí đấy. Còn đối với anh em nào đã có thừa DPS rồi thì cũng nên xem xét qua về nhân vật này, bởi vì nhân vật này cũng khá là mạnh và theo như miHoYo đánh giá thì nhân vật này có thể giúp cho anh em chống chọi được với vùng đất Inazuma, một vùng đất mà miHoYo đã tăng cấp độ quái cũng như là nâng cao độ khó lên rất nhiều so với hai vùng đất đó là Liyue và Mondstadt hiện tại. Mình sẽ để một cái sơ đồ so sánh về chỉ số HP của các quái vật ở vùng đất Inazuma và những quái vật của vùng đất hiện tại ở từ level 0 cho đến level 1 nha. Nguồn ảnh này là của Genshin Impact, một trang cũng khá là nổi tiếng cho nên anh em cũng có thể tin tưởng được phần nào nhé. Điều thứ hai mà bạn nên sở hữu Ayaka đó chính là địa hình hiểm trở của Inazuma, một quốc gia với địa hình đa số là các đảo nhỏ và ba đảo lớn liên kết lại với nhau. Nhưng chủ yếu ở giữa những đảo này cũng toàn là nước. Tất nhiên là tôi nhớ đâu đó không lầm là ở trong phiên bản mới sẽ có một chiếc thuyền giúp cho anh em đi lại dễ dàng hơn. Hiện tại thì vẫn chưa biết cơ chế của cái thuyền đó nó có giống như là thuyền gió ở trên đảo Tỏ Vàng hay không. Tức là mỗi lần muốn sử dụng anh em phải đi tới chỗ để gọi thuyền, hoặc là nếu như miHoYo cải tiến hơn là có thể để cho chiếc thuyền vào trong túi của chúng ta và mỗi lần xài chỉ cần lôi ra mà xài thôi. Nhưng mà như vậy nó cũng khá là mất công, cho nên việc anh em sở hữu Ayaka với khả năng đóng băng và chạy nước rút trên mặt nước cũng tiết kiệm được khá thời gian đối với những ông gọi là Rush game hả? Như thế đấy. Ngoài ra thì với chỉ số của Ayaka, đòn tấn công thường và cả trọng kích nữa cũng đều khá là tốt. Mặc dù đòn tấn công bị chia nhỏ và chỉ số nó cũng thấp hơn đáng kể so với Kaya. Mặc dù chỉ là nhân vật 4 sao thôi, nhưng Kaya là một trong những nhân vật được đánh giá là có đòn tấn công thường cực kỳ tốt. Nhưng mà sau khi các beta tester đã kiểm tra và đánh giá kết quả thì cho thấy rằng lượng đam của hai nhân vật Ayaka và Kaya đưa ra hoàn toàn tương đương nhau. Vậy cho nên mới thấy là theo lý thuyết thì chỉ số của Ayaka thấp hơn, nhưng chưa chắc là lượng đam gây ra đã thấp hơn đâu nhá. Ngoài ra thì phản ứng của các nhân vật hệ băng kể từ sau phiên bản 1.0 hay phiên bản 1.1 gì đó, tôi không nhớ lắm, nó đã bị nép khá là mạnh. Ngoại trừ Kaya ra thì khả năng đóng băng của các nhân vật khác nó cũng gọi là bình thường. Tôi không biết miêu tả như thế nào cho anh em mới chơi dễ hiểu, nhưng mà đối với tôi 1.0 vẫn là ok nhất. Và thật may mắn là Ayaka cũng đã được kiểm tra rồi, đó là khả năng đóng băng của cô cũng như là đóng băng mặt nước nó tương đương với Kaya. Vậy cho nên là trong quá trình giao tranh, anh em có thể kết hợp cùng với một nhân vật hệ nước bất kỳ để khống chế kẻ địch bằng phản ứng đóng băng cũng khá là ok. Còn ở trên mặt nước thì anh em cũng không lo về vấn đề đang chạy giữa chừng hết thể lực và anh em phải dừng lại ngay trên mặt nước, thì thời gian đóng băng của Ayaka gây ra nó cũng vừa đủ cho thời gian hồi chiêu E để anh em tránh bị chết đuối. Và cuối cùng đó chính là kỹ năng nộ của Ayaka, được đánh giá là một trong những đòn tấn công mạnh một trong những đòn mạnh nhất của Genshin Impact, với sức sát thương gây ra là 4104,56% sát thương ở cấp độ 9. Và ở trong beta test, một số leaker đã test một bài khá là hay đối với Ayaka, thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ ở cuối video. Anh em có thể tham khảo hoặc là build theo luôn cũng được, bởi vì cái này đã được chứng thực rồi nhé. Về hướng build cho Ayaka thì đối với kỹ năng đánh thường, kỹ năng lướt, kỹ năng E cũng như là kỹ năng Q thì mình đã làm một video riêng để nói về những kỹ năng này rồi, và ưu nhược điểm của nó mình cũng đã liệt kê lên trên đó rồi, và hầu như anh em cũng có những ý kiến khá là hay về cái video đó, nên là anh em có thể click vào cái chữ Y ở phía bên góc phải màn hình, anh em xem lại video đó nhé. Bonus là đừng xem video không thôi, nhớ xuống đọc comment của một vài bạn, những bạn ấy cũng góp ý khá là hay và cũng đã chỉ ra nhiều cái lỗi của mình ở trong video đó. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, quay trở lại với phần build, đầu tiên sẽ là về thánh di vật trước nhá. Đối với bộ thánh di vật
Thì cho đến hiện tại, một số người vẫn đang phân vân giữa bộ Dũng sĩ băng giá và một bộ mới có tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Băng xuyên tuyết xa. Nghe cái tên muốn léo lưỡi. Nhưng mà cái bộ thánh nhân vật này, theo như một số thông tin mà tôi nhận được, cái bộ này nó đã có thông tin từ rất là lâu rồi và cho đến bây giờ vẫn chưa biết ngày phát hành của bộ thánh nhân vật này, cho nên là tạm thời bỏ qua đi. Mà chúng ta hãy đến với bộ Dũng sĩ băng giá. Ok, với bộ thánh nhân vật này thì để phát huy toàn bộ khả năng của Ayaka, cho nên là anh em hãy chơi full 4 bộ chứ đừng có miss bộ này nhá. Và với uy lực khá là mạnh của kỹ năng bùng nổ, kỹ năng Q, thì bộ Dũng sĩ băng giá sẽ hỗ trợ cho anh em tỷ lệ bạo kích tăng thêm 20% khi tấn công vào những kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố băng. Và nếu như kẻ địch đang ở trạng thái đóng băng thì sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích nữa. Thì cái set này sẽ giúp cho anh em ổn định được lượng tỷ lệ luôn luôn ở mức cao để đảm bảo lượng sát thương lớn do những đòn tấn công chí mạng gây ra. Vì vậy đối với bộ này, anh em nên tập trung cao cao vào sát thương bạo kích một tí, có thể là càng cao càng tốt, nhưng ít nhất là phải trên 180 cho đến 200% nhá. Còn đối với build thánh di vật mà lựa chọn dòng á, thì chắc chắn là cho đến thời điểm này hầu hết anh em đã tự build được một đội hình cho mình và build được một nhân vật rồi. Còn đối với những anh nào chưa mới chơi á, thì ok, tôi cũng sẽ gợi ý một tí. Đó là với Long và Hoa thì cái dòng chính của nó là mặc định rồi, cho nên chúng ta sẽ không bàn tới. Đối với cái đồng hồ thì anh em nên lựa chọn cái dòng chính là phần trăm tấn công. Còn cái đối với cái ly á, thì mặc định sẽ là sát thương nguyên tố băng. Còn đối với cái vương miện hay là cái mặt nạ, mặc dù đã có sự trợ giúp của 4 bộ dũng sĩ băng giá về tỷ lệ bạo kích rồi, nhưng mà mình nghĩ là anh em vẫn nên giữ tỷ lệ ở một mức nào đó nó ổn định một tí. Nếu như mà tỷ lệ bạo kích của anh em 4 món kia nó cộng lại nó quá là thấp thì cái nón anh em nên lấy tỷ lệ bạo. Còn nếu như mà anh em nghĩ rằng là tỷ lệ của mình đã ok rồi thì tất nhiên là sát thương bạo kích. Còn đối với dòng phụ thì anh em nên ưu tiên dòng đó là tỷ lệ bạo và sát thương bạo, bởi vì hai dòng này chính là hai dòng chính mà chúng ta nhắm đến khi build. Với tỷ lệ bạo thì nó sẽ dễ dàng gây ra những đòn chí mạng, bởi vậy nên một số bạn cứ hay nâng sát thương bạo kích nó cao quá còn tỷ lệ bạo nó không có, bởi vậy cho nên là đam đầu ra của các bạn nó cũng không cao đâu, bởi vì lâu lâu cả đời mới đánh được một phát chí mạng mà. Cho nên là các bạn lưu ý ở điểm này nhá. Hôm bữa có một bạn gửi mình ảnh Kevin, mình thấy sát thương bạo của bạn ấy lên tới là hơn 210% thì phải, nhưng mà tỷ lệ bạo kích trời ơi 8%. Như vậy cho thấy là sát thương của bạn mặc dù ok nhưng mà tỷ lệ bạo nó quá thấp, nên là sát thương bạn gây ra nó không thể tối ưu được nhá. Vậy cho nên là đối với dòng phụ, anh em nhớ lưu ý cho mình là ưu tiên hai dòng tỷ lệ bạo, sát thương bạo. Còn dòng thứ ba, anh em hãy tập trung vào dòng phần trăm tấn công. Còn đối với dòng thứ tư thì ở đây anh em có thể chơi phản ứng. Cái dòng này thì cũng hơi khó lựa chọn một tí, bởi vì theo tôi là kỹ năng nộ của Ayaka nó nạp quá là lâu. Nạp khá lâu với 80 điểm. Vì vậy cho nên một số gợi ý ở đây có thể là anh em build theo hướng đó là hiệu quả nạp. Hoặc là nếu như bạn anh em nào có thích chơi cái kiểu như là phản ứng các kiểu ấy, để đóng băng, để khống chế chẳng hạn, thì anh em có thể cộng vào đó, đó là dòng tinh thông nguyên tố. Điều này hoàn toàn ok, không có vấn đề gì cả. Ok, vậy là đã xong thánh di vật. Tiếp theo sẽ là về vũ khí. Ở đây một số bạn đã phân vân rất nhiều về vũ khí. Thì trong server test, các beta tester của chúng ta đã test thử vũ khí mới, tức là cây vũ khí 5 sao màu tím tím mà nó được phát hành chung với Ayaka vài ngày nữa đó. Thì với chỉ số cơ bản cũng như là nội tại của cái cây đó, nó sẽ giúp cho anh em build Ayaka dễ dàng hơn và sát thương gây ra cũng ổn định hơn khá khá. Còn nếu như mà anh em không có cái cây này, anh em có thể lựa chọn bàn nham kết lục để cộng thêm một lượng ATK đáng kể cho nhân vật Ayaka, hoặc là kiếm đen cũng khá là ok. Còn đối với anh em mà kiểu là không có nạp, cho nên là không có kiếm đen, cũng không có sở hữu được bất kỳ một vũ khí 4 sao, một vũ khí 5 sao nào hết, thì sự lựa chọn của anh em bây giờ chỉ còn lùi về, đó là cây răng nanh rỉ sét. Và theo như tôi nhớ là cái răng nanh rỉ sét nó là một vật phẩm theo event, bởi vậy nên nếu như bạn anh em không có thì bước quá anh em phải sử dụng cây Iron Sting, tức là cây kiếm kiếm thiết phong ở chỗ rèn ấy. Còn về đội hình của Ayaka, vì do mỗi người sẽ có những nhân vật này mà không có nhân vật kia, cho nên anh em chỉ tham khảo thôi nha. Với main DPS là Ayaka thì em có thể lựa chọn một nhân vật support hệ băng khác để có thể gây cộng hưởng nguyên tố băng, gây thêm 15% tỷ lệ bạo kích khi mà anh em thực hiện những đòn tấn công có sát thương nguyên tố băng đi kèm. Và tất nhiên ở vị trí support thứ hai, anh em có thể kẹp hệ thủy, đó là Mona hoặc là Sinquil để gây phản ứng và khống chế kẻ thù. Và tất nhiên không loại trừ khả năng anh em có thể cho hai nhân vật này vào để lấy cùng lúc cộng hưởng nguyên tố thủy cũng được. Còn đối với đội hình và tối ưu cách chơi của các beta tester mà tôi đã nhắc ở đầu video, thì cách này có thể giúp cho lượng sát thương anh em gây ra đạt đến mức là 4.300%. Vâng, điều này đã được kiểm tra rồi cho nên anh em cứ vô tư nha. Thì ở đây anh em phải cần đó là thiên phú của kỹ năng Q Ayaka, đó là level 10. Và Ayaka không cần có cung mệnh đâu, Ayaka cung mệnh không cũng được.
và thanh kiếm mới Ánh Sáng Đêm Sương Mù, tức là thanh kiếm mới 5 sao đi cùng trong banner vũ khí ấy, thì cái cây này phải đạt được level, đó là level 90, level max nha, không cần tinh luyện. Và yêu cầu ở đây sát thương bạo kích của anh em phải đạt ngưỡng đó là 220%, với các buff đó chính là Quy của Sinquil, Khiên của Zhongli và Cộng Hưởng Nguyên Tố Nham. Một khi mà kỹ năng nguyên tố Quy của anh em đã được nạp đầy thì anh em sẽ thực hiện những đòn tấn công thường và nhớ là kèm thêm nguyên tố băng vào. Thì đối với kỹ năng lướt của Ayaka, sau khi mà anh em lướt xong, những đòn tấn công thường của anh em sẽ biến thành những đòn tấn công nguyên tố băng trong vòng 5 giây nhé. Lúc này anh em hãy kích hoạt kỹ năng Quy của Sinquil, Khiên của Zhongli. Ok, thì với cái đòn combo như thế này, beta tester đã kiểm tra rồi và nó có thể giúp anh em đối phó được đối với con thủ vệ di tích level 100 ở tầng 12 phòng 3 tầng dưới khá là nhẹ nhàng. Ok, và tất nhiên thì cái video này nó cũng chỉ để là tham khảo thôi. Và nếu như anh em có ý kiến gì đóng góp ở bên dưới thì nhớ comment để cho mình và mọi người cùng biết ý kiến của bạn nhé. Dù sao thì rất cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu như mà thấy video hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.